Cứ 4 gia đình tại Mỹ thì chỉ có một gia đình nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ đến 6 tháng tuổi. Chính vì vậy, việc nuôi trẻ sơ sinh ở Mỹ còn phụ thuộc khá nhiều vào nguồn sữa công thức. Trước tình cảnh này, Mỹ đang tính toán các giải pháp để đối phó tình trạng thiếu hụt sữa công thức hiện nay cho trẻ em. Theo thống kê cho biết, tại Mỹ có hơn 11.000 cửa hàng bán lẻ. 40% các thương hiệu sữa bột phổ biến đã hết nguồn hàng từ nửa cuối tháng 4 và tình hình đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn trong những tuần gần đây. Trước mắt, một số tổ chức thiện nguyện đã vào cuộc để hỗ trợ những gia đình có con nhỏ, đặc biệt là các gia đình có thu nhập thấp để tìm kiếm sữa công thức cho trẻ. Còn phía chính phủ, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã viện dẫn đạo luật sản xuất quốc phòng để khắc phục tình trạng thiếu sữa hiện nay. Mới đây, chuyến hàng đầu tiên với hơn 1,5 triệu hộp sữa công thức đã được vận chuyển bằng máy bay quân sự từ châu Âu tới Mỹ. Trước thực tế này, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA Mỹ đã phải nới lỏng các quy định nhập khẩu sữa bột để đối phó với tình trạng khan hiếm sữa công thức cho trẻ em. Sữa công thức từ một số quốc gia sẽ có thể vào Mỹ miễn thuế và không giới hạn chất lượng trong 180 ngày sau khi dự luật trở thành luật. Các nước dự kiến được miễn thuế gồm Australia, Israel, Nhật Bản, New Zealand, Thụy Sĩ, Nam Phi, Anh, các thành viên của Liên minh châu Âu EU và các nước trong khu vực kinh tế châu Âu. Theo FDA, hiện Mỹ sản xuất khoảng 98% sữa công thức dành cho trẻ em. Tuy nhiên, việc sản xuất sữa dành cho trẻ em đã bị gián đoạn do sự thiếu hụt lao động, việc đóng cửa phòng thí nghiệm và những rắc rối trong chuỗi cung ứng kể từ khi xảy ra đại dịch Covid-19. Theo dự báo, tình trạng thiếu sữa công thức cho trẻ nhỏ tại Mỹ có thể kéo dài thêm vài tuần tới. Trước tình hình này, thị trưởng New York vừa ký sắc lệnh ban hành khẩn cấp trao quyền cho cơ quan bảo vệ người tiêu dùng và người lao động New York ngăn chặn tình trạng thổi giá với sữa công thức cho trẻ em. Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng và người lao động New York cũng vừa đưa ra cảnh báo nhắc nhở các bậc cha mẹ cần cảnh giác trước những trò gian lận trực tuyến và những nhà cung cấp lợi dụng tình hình hiện nay để trục lợi. Bất kỳ ai mua phải sữa công thức bị đội giá có thể gửi đơn khiếu nại lên các cơ quan chức năng.